là không còn trở lại. Ra đi một lần là lần cuối. Mọi người cho tôi xin bái biệt và hẹn nhau trong nước trời. Xin trả lại cho đời yêu thương và cay đắng. Trả lại cho đời những tiếng cười và nước mắt rơi. Là không còn trở lại. Ra đi một lần là lần cuối đời tôi. Xin bái biệt mọi người cho tôi xin bái biệt và hẹn nhau trong nước trời. Về với Chúa tôi hạnh phúc vô cùng khi nên một với Ngài. Từ nay đời đời hồn tôi thắm duyên thiên ân. Đây là thánh lễ đặc biệt của giáo họ chúng con. Xin dâng lời cầu nguyện cảm tạ thành kính tri ân cha cố Siro Đinh Thành Bắc, nạn nhân đặc biệt của giáo họ chúng con. Cha đã giúp giáo họ chúng con từ lúc đặt viên gạch đầu tiên cho đến khi hoàn thành. Kính mời đức đoàn cùng một ý để dâng lời cầu nguyện cho thánh lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho cha cố. Xin kính mời đức đoàn. Thank you.
Jose Isidoro Định Thành Phát, người con của quê hương, nhất là người có đóng góp rất nhiều cho công trình giáo họ của chúng ta. Vì thế khi nhận được tin Ngài được Chúa gọi về giáo họ, chúng ta tổ chức thánh lễ để báo ơn Ngài, như để cầu nguyện cho Ngài. Xin Chúa ban sự cầu nguyện, những lời cầu nguyện của giáo họ cùng với y tế đến tập gia. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ tha thứ lần nợ thiếu sót nếu cha cố còn điều gì thiếu sót với Chúa, thì xin Chúa tha thứ để cho cha cố được khởi hành phúc quý Chúa. Với tất cả tâm tình và lòng biết ơn, chúng ta được chút sáng được xưng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố. Tôi chú nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi là làm tôi nhiều sáng lương hướng lời nói việc làm và những điều yêu son. Tôi lại tôi mỏi nhằn, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng sinh. Thank you.
Đã đến giờ con người được tôn vinh,
Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong Chúa Nhật 27 thường niên, Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta phải biết sống cái tâm tình biết ơn. Sống tâm tình biết ơn đó là biết ơn những người đã làm ơn cho mình, để trân trọng, để quý mến, để nhớ những công ơn người khác làm. Chúa Giêsu ngạc nhiên khi chữa 10 người phong hồi, chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa, còn 9 người kia thì lại không, làm cho Chúa phải ngạc nhiên. Vậy chẳng phải 10 người được sạch sao? Sao 9 người kia đâu không biết trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoan bang này? Điều đó Chúa cho chúng ta thấy được rằng Chúa muốn cho chúng ta phải biết, con người biết sống cái tâm tình biết ơn trước những người làm ơn cho mình. Bởi vì nếu như chúng ta không biết sống cái tâm tình biết ơn những người làm ơn cho mình thì làm sao chúng ta có thể biết ơn đối với Thiên Chúa được? Bởi vì những người làm ơn cho mình mà chúng ta còn không biết, không chi Thiên Chúa đấng vô hình, Ngài ban cho chúng ta nhiều ơn nhưng mà nhiều khi chúng ta không nhận biết. Và chính vì thế mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta phải biết sống cái tâm tình biết ơn. Và những ai sống cái tâm tình biết ơn, nhớ đến những ơn mà người khác làm cho mình thì chắc chắn cũng sống cái tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa. Còn khi mình không sống cái tâm tình biết ơn đối với người làm ơn cho mình, chắc chắn không bao giờ chúng ta biết ơn Thiên Chúa cả. Bởi vì những con người làm ơn cho chúng ta trước mặt chúng ta mà chúng ta không biết ơn, huống chi là Thiên Chúa là đấng vô hình. Chính vì thế mà hôm nay, để thể hiện lòng biết ơn đối với cha cố Isidoro Đinh Thành Tăng, do họ chúng ta đã tổ chức cái thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài. Không phải Ngài là người con của quê hương, nhưng mà bởi vì Ngài cũng có rất nhiều đóng góp cho công việc của giáo họ chúng ta. Như đầu lễ ông Ký đã nhắc đến, từ khi khởi sự cái công trình xây lại những ngôi nhà thờ của giáo họ thì Ngài, cha cố đã hết lòng giúp đỡ. Được biết thì cha cố cũng là một trong những người đã góp rất nhiều về cái tiền của, đối với cha cố như vậy là đã quá nhiều. Bởi vì chúng ta biết rồi, các linh mục, nhất là các linh mục nước ngoài đâu có phải là ăn lương, người ta trả lương, và trả lương thì cái lương thấp nhất, các linh mục là cái lương thấp nhất. Nhưng mà Ngài tích cóp được như vậy để Ngài gửi về trong quê hương cho giáo họ chúng ta là cả một vấn đề. Cho nên chúng ta phải biết ơn Ngài, nhất là công trình của giáo họ chúng ta, ngoài cái việc đóng góp vật chất. Và chắc chắn trong cái lời cầu nguyện mỗi thánh lễ Ngài dâng, Ngài cầu nguyện cho giáo họ quê hương của chúng ta, để chúng ta nhìn vào cái giáo họ của chúng ta khi khởi sự được tiến triển rất là tốt đẹp, khi mình đã hết sức rồi thì người khác đã ủng hộ, để cho chúng ta đến hoàn thành mỹ mãn chắc chắn
phải nhờ có người cầu nguyện. Trước hết thì chính Thiên Chúa đã đáp lời, nhưng mà phải có cái lời cầu nguyện của con người, và đặc biệt là đối với chặt cô. Bởi vì nơi cầu nguyện của Ngài hằng ngày, ngoài cái việc cầu nguyện cho ân thân nhân, Ngài còn cầu nguyện cho giáo họ chúng ta. Và khi biết được cái việc giáo họ chúng ta xây dựng cái ngôi nhà thờ, biết được cái hoàn cảnh của quê hương chúng ta nghèo khó, thì chắc chắn Ngài phải cầu nguyện liên bỉ. Để rồi khi chúng ta khởi sự đến hoàn thành, khi chúng ta đã cố gắng hết sức lại những người khác để giúp đỡ, chính là nhờ những lời cầu nguyện. Và chắc chắn phải có lời cầu nguyện của cha cố Isidoro, mà hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Ngài để mà thể hiện lòng biết ơn. Ngoài cái việc đóng góp vật chất, ngoài cái việc Ngài là người con quê hương, còn là chúng ta phải biết ơn Ngài, bởi vì chính lời cầu nguyện của Ngài để rồi công việc của giáo họ được khởi sự hoàn thành tốt đẹp. Hôm nay biết ơn Ngài nên giáo họ đã tổ chức thánh lễ, và tất cả bà con trong giáo họ cũng thể hiện lòng biết ơn. Mà thánh lễ thì ít, nhưng hôm nay thánh lễ hôm nay chúng ta rất đông, nói cho chúng ta thấy cái tinh thần của chúng ta biết ơn đối với cha cô, để chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho cha cố. Và khi chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn thì chắc chắn cái điều đó đẹp lòng Chúa, bởi vì chính Chúa đã dạy chúng ta phải sống biết ơn những người làm ơn cho mình. Và mình có sống biết ơn những người làm ơn cho mình thì mình mới sống biết ơn trước Thiên Chúa là đấng ban mọi ơn lành. Nhưng nhiều khi rất nhiều ơn của chúng ta không thể biết được, và nhiều những ơn mà do họ được không phải là do chúng ta, nhưng mà do người khác cầu nguyện cho chúng ta, và đặc biệt đối với cha cố. Thì hôm nay trong ngày chúng ta tổ chức lễ để cầu nguyện cho cha cố cùng với lời Chúa và lòng biết ơn của mỗi người chúng ta, chúng ta xác tín cha cố sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa, bởi vì cả cuộc đời của Ngài đã theo đuổi Chúa. Như bài tin mừng hôm nay, như hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối rữa đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó thối rữa đi nó sinh nhiều bông cả. Cuộc đời của cha cố cũng như cuộc đời của một hạt lúa hy sinh cho giáo hội, hy sinh cho con chiên, hy sinh cho quê hương, tất cả cũng chỉ là hướng về cuộc sống đời sau, cũng chính là đi muốn đi vào con đường của chính Đức Giêsu đã đi. Để rồi hôm nay Chúa Giêsu đã nói, ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Chúng ta chính chắc rằng cha cố sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước trời. Đó là niềm xác tín, niềm hy vọng của chúng ta. Để qua nhất là qua thánh lễ Misa, xin Chúa là cha nhân từ, nếu trong cuộc đời của cha cố còn điều gì nằm đỡ thiếu sót thì nhờ khi tế, nhờ lời cầu nguyện và lòng biết ơn của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha thứ cho cha cố, để cha cố được hưởng hạnh phúc với Chúa. Và chắc chắn khi cha cố được ở trên thiên đàng hạnh phúc với Chúa, Ngài để truyền cầu cho chúng ta là con cháu, là người con quê hương, là những người biết sống biết ơn, cũng tiếp tục đã nhận được dồi dào ơn lành của Chúa đổ xuống trên chúng ta, cũng là đồng thời cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn vào gương sáng để sống khi cần hy sinh từ bỏ, để giống như cha cố đi theo và tín thác cả cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là gia nghiệp, Thiên Chúa chính là niềm hy vọng, Thiên Chúa chính là cùng định vĩnh cửu, để chúng ta hướng đến cái sự sống vĩnh cửu. Hy vọng của Ngài chúng ta cũng khắp ra cố đến nước hằng sớm. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô trong cõi chết và sẽ cho thân xác hữu hạnh của chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, chúng ta cùng tha thiết cầu xin cho cha cố Isidoro. Hội thánh có sứ mạng lao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, đồng thời loan báo tin mừng hy vọng sống lại của mọi người vào ngày tận thế. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn giữ toàn sứ mạng ấy bằng đời sống hy vọng và tin yêu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết trên thập
bạc vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người nhân biết hết lòng tin kính Chúa, để mai sau được sống lại và hương vinh phúc vinh quang với người. Xin Chúa nhận lời sống con. Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa thương thứ tha mọi lỗi lầm cho cha Giuse Isidoro, để sớm được về hương vinh phúc với Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời sống con. Tất cả những ai tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta được vâng tin vào Chúa và được trung thành bên đôi theo Chúa đến cùng. Xin Chúa nhận lời sống con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương son, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho chúng con thêm lòng tin cậy vào Chúa, và cho cha cô Giuse Isidoro đinh thành bác được về hương vinh quang Đức Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và đời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn, và cầu cho cha cô Giuse Isidoro chính người đã
bao lần dâng lên giữa cộng đoàn tín hữu trung cơ. Ước gì đề tư này thanh hoa tròn vẹn, thanh hoa người tròn vẹn, trung ân cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa trung cơ. Trung ân tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa trung công, thần là chính đáng phải đáng và đem là ơn cứu độ cho trung công. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiêu tỏa trên trung công, để tất cả những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an vui, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì nay Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống đầy đời chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì nãy được một chớ vinh viên trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và đông anh thiên thần, các vị thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa thần. Toàn hội thánh trong đêm mê
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đô-ma Giáo Quần Chúng Con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cha cô Giuse Isidoro mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho người tin yêu đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa đứng so tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các anh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa đánh thần nên muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giáng nguyện rằng: chị em ý cha thể hiện dưới đất công như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay nâng đầu hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con, xin cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự, xin nơi trên cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi nghiệp nạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày tương lai của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu đưa chúng con. Thầy đi lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp nhận chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đời thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Oh,
Trần ai chẳng còn mê mãi, con trở về về với Chúa thôi. Xin từ giã
bao bạn bè, bao người thân và bao phù vân, lời danh chốn gian trần. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Chớ buồn đau và đừng than khóc, dạ từ nhau từng người yêu dấu. Hãy nguyện cầu lòng Chúa xót thương, xóa tội con trong cuộc đời. Chôn trần gian là cõi tạm thôi, cõi phúc chính quê trời. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Mẹ hiền đã chết, thế là hết. Dù con vẫn biết có một ngày mẹ sẽ ra đi, ôi biệt ly huyền lệ sâu, quên buồn đau hẹn mai gặp nhau. Phúc thiên đàng. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Chúng con cũng xin được trân trọng cảm ơn gia đình con cháu của cha Giuse Kino Đinh Thành Bắc đã sắp xếp thời gian về cùng nghiệp dân thánh lễ trong giáo họ Tây Cuồng chúng con hôm nay, và cũng xin được chân thành cảm ơn các quý hội đoàn phục vụ trong thánh lễ đặc biệt để dâng lời cầu nguyện cho cha cố trong thánh lễ hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được trân trọng cảm ơn cha xứ, thầy xứ cùng quý cộng đoàn, xin trân trọng cảm ơn.